xem đó là chìa khóa trăm tỷ. Và Quyên nghĩ đây là một cái môi trường cực kỳ tốt cho tất cả phim Việt Nam có thể vào cộng đồng của người Việt cũng như là tiến xa hơn đó là vào bên trong thị trường của nước Mỹ. Và với phim chìa khóa trăm tỷ, Quyên nghĩ rằng với sự đầu tư hoành tráng hiện nay của phim Việt Nam thì Quyên mong rằng là tất cả mọi người hãy đến rạp và ủng hộ cũng như là đồng hành với lại đoàn phim nhé. Tôi đến với cái tinh thần là để support, để khuyến khích thế hệ trẻ làm phim. Tại vì ai chúng ta đều biết rằng là làm phim rất là khó khăn, mà được mang đi trước các nơi lại là một chuyện khó khăn nữa. Thế mà giới trẻ của mình đã vượt qua được tất cả những khó khăn đó mà vẫn say mê, vẫn cố gắng, vẫn tiếp tục làm, thì đó là một cái điều mà mình cần rất nhiều sự khuyến khích của giới thưởng ngoạn, tức là của đồng bào thấy phim Việt Nam thì đi coi phim Việt Nam. Đấy, là để khuyến khích giới trẻ là tiếp tục làm phim bởi vì có khán giả mà. Thế thành ra rất là vui. I'm really excited to see Vietnamese cinema on a global stage because not a lot of people have been exposed to seeing these kinds of films. And so I think it's really important for people to see us and to be represented as a community. Điều mà Tân Thi Khánh cảm thấy quan trọng nhất là chúng ta sẽ mang đến những cái hơi thở Việt Nam, và đặc biệt là chúng ta sẽ tận mắt thấy những nghệ sĩ Việt Nam, những diễn viên Việt Nam, cũng như là những câu chuyện, những kịch bản mà chỉ có ở những bộ phim Việt Nam mới đem lại cho chúng ta những cái sự gần gũi, những cái sự mà cảm thấy rất là thân thương. Mong rằng tất cả các bạn sẽ luôn ủng hộ những bộ phim Việt Nam, và đặc biệt là bộ phim chìa khóa trăm tỷ. Mong rằng người Việt chúng ta hãy luôn luôn ủng hộ những bộ phim do người Việt đứng ra sản xuất, đạo diễn và diễn xuất, để chúng ta càng ngày càng có tạo thêm niềm phấn khởi và cái niềm hy vọng cũng như là nguồn cảm hứng cho những người yêu điện ảnh thực hiện những tác phẩm điện ảnh có tầm vóc, có giá trị cho toàn thế giới được thưởng thức. I think it's extremely important for us to come out to support films like this and support like Vietnamese artists, especially here in America, because you know we're here for our community, we're here to support each other, we're here to really embrace our culture, embrace our culture from the motherland and bring that over here and really just see artists that are on the big screen that look like us and can relate to us. I was born in Vietnam, but I was integrated in the social media world in here in America. So I've been to tons of American brands, tons of American movie premiere, but rarely Vietnamese movie. And this is one of the few times where I really believe in the whole industry, and I'm here to support the Vietnamese community. Tôi rất là thích là hiện giờ là Việt Nam mình, chúng ta tất cả các em trẻ bây giờ bắt đầu vào thị trường Việt Nam về phim ảnh, để cho mọi người trong nước Mỹ này cũng biết cái culture của nước Việt Nam mình như thế nào. Hiện tại bây giờ là rất là nhiều người, những người giới trẻ thì họ rất là thích coi phim Việt Nam, nhưng họ không tìm ra được những cái chỗ nào để có thể coi được phim Việt Nam. Thì mong là những người Việt Nam và những người director có thể mang những cái phim thật là hay và thú vị tới đất nước Mỹ của mình. Khi mà đối với một con người từ Việt Nam qua bên này và sống ở bên Mỹ cũng 9-10 năm rồi, thì Paris cảm thấy như là mình dần dần quên đi một cái gọi là truyền thống và văn hóa. Thì khi mà Paris qua đây được có cái vinh dự này thì Paris thật sự rất là cảm thấy gần gũi với tất cả mọi người, cũng giống như là được quay trở lại quê hương vậy. Phim ảnh Việt Nam giống như là phim chìa khóa trăm tỷ ngày hôm nay được chiếu ở Newport Beach là một trong những cái điều mà tất cả những người Việt Nam của chúng tôi thấy rất là quan trọng và rất là hãnh diện. Phim Việt Nam của chúng ta bây giờ thì phát triển và tiến độ rất là nhanh về mọi mặt, diễn xuất nè, kỹ xảo điện ảnh nè, rồi ánh sáng, âm thanh vân vân, thì có thể nói là có thể sánh bằng với châu Á, và Thanh Nhã biết chắc và tin chắc rằng không bao lâu nữa chúng ta sẽ phát triển nhiều hơn và đi vào thị trường khắp nơi trên thế giới, và chúc mừng rằng bộ phim chìa khóa trăm tỷ sẽ được nhiều người đón nhận và thành công hơn nữa. Good evening. It's truly special to see so many friends and supporters of Vietnamese film gather here tonight to celebrate the U.S. premiere of Chìa Khóa Trăm Tỷ, 100 Billion Key. Thank you to Newport Beach Film Festival for being a leader in spotlighting international cinema and for their ongoing support of Vietnamese films. 3388 Films, delighted to be the exclusive North America distributor of Chìa Khóa Trăm Tỷ,
and I can't wait for you to enjoy this film, which really has the right touch of action, comedy, and heart. So please continue your support by action and come out, share with people, friends, and families, and come out and support the film on its opening weekend next Friday, October 28th. Thank you very much for your time, for your friendship, and let's enjoy some good laughs together tonight. Thanks, everyone. Với số tiền tôi nợ cô á, tôi nghĩ món cần cải lương. Sao vậy? Còn thiếu nợ con. Sao giỏi giỏi dữ vậy? Một tuyển thủ quốc gia thiệt hả? Hôm nay tôi mới biết mình làm nghề gì. Cắt, cắt cho tôi. Nghề gì? Diễn viên. Trời ơi, ai kêu anh ra vậy? Đi vô, đi vô. Em biết Lý Hồng Việt Chinh không? Anh là quần chúng từ thời đó tới bây giờ anh vẫn là quần chúng. Mình vừa xem xong bộ phim Chìa Khóa Xăm Tỷ thì mình nghĩ là đây là một bộ phim rất là đáng coi nha mọi người. Tại vì thứ nhất đó là về phần action thì rất là good luôn, rất là thật, rất là sát. Cái thứ hai nữa là về hình ảnh và ánh sáng là không có thua gì phim Mỹ hết. Và mình mong rằng là thật là nhiều cái phim Việt Nam sẽ được chiếu ở bên Mỹ nữa để cho cộng đồng người Việt cũng như là tất cả mọi người ở trên nước Mỹ có thể biết được là những bộ phim tại Việt Nam bây giờ nó đã phát triển hơn rất là nhiều. Và chúc mừng cho bộ phim Chìa Khóa Trăm Tỷ nha. I don't get an opportunity to see a lot of Asian films or Vietnamese films. The genuineness of it, the funniness of it, the roles they played, I absolutely thoroughly enjoyed it. That was a fun, entertaining, good, lighthearted movie that I think anybody could go and enjoy. Cuốn phim Chìa Khóa Trăm Tỷ rất là vui, vui nhộn, hài hước. Diễn viên chính như là Kiều Minh Tuấn với lại Thu Trang thì diễn rất là ăn ý với nhau, mà cũng có những cái cảnh võ thuật cũng khá đẹp mắt. Và ngoài ra thì Isa thích nhất có lẽ là những cái cảnh mà ở phim trường, khi mà những vai diễn quần chúng chẳng hạn mà có những cái lời nói rất là có duyên, rất là duyên dáng. Thành ra là Isa nghĩ là cuốn phim mà nhiều người có thể thưởng thức được và nó rất là có thể là đem đến nhiều tràng cười thoải mái cho quý vị. Phim thì Khang rất là thích là tại vì nó gồm có rất là nhiều cái khía cạnh, mình có action right, và mình có comedy, cho nên Khang nghĩ nó có thể attract được rất là nhiều các bạn trẻ bên Mỹ. Thì Khang nghĩ cái này là một cái điều hay là tại vì mình connect nhiều thế hệ bên Mỹ, từ các người trẻ và các cô chú lớn để xem phim hôm nay. Cảm ơn ekip làm phim đã làm một cái bộ phim rất là thú vị, hài từ đầu đến cuối mà kịch tính, mà xem rất là hồi hộp nữa nha quý vị. Mà tất cả các tuyến diễn viên diễn rất là hay, ăn ý và diễn từ cái vai nhỏ nhất tới vai lớn nhất đều rất là hay. Và cái bộ phim này có cái tên cũng rất là hấp dẫn quý vị, Chìa Khóa Trăm Tỷ. Coi xong là về tự nhiên mình có trăm tỷ. Tự nhiên cái muốn làm ai vậy? Muốn làm mà diễn viên quần chúng mà từ thời Lý Hùng phải không? Lý Hùng. Việt Trinh, Lý Hùng rồi này kia. Mà chưa nổi mà giờ giống như mà Trung Thủy. Nga là Nga thích cái bộ phim này ở một điều gì nữa quý vị không? Cái kịch bản á, nó luôn luôn tạo cái tình huống từ bất ngờ này cho tới bất ngờ kia. Lần đầu tiên mà Nga thấy Leon không chê một cái gì. Chúc mừng các vai chính nè, đặc biệt là Kiều Minh Tuấn nè, anh Tú nè, mà Thu Trang. Anh Tú cái vai rất là hay. Kiều Minh Tuấn cũng rất là hay, là đóng vai sát thủ cũng hay, mà vai mất trí nhớ cũng hay. Phim hành động mà quay không giả quý vị, quay rất là thật luôn, mà coi rất là hồi hộp luôn á. Mà nó cứ giống như là nó bất ngờ này bất ngờ kia, thú vị cực kỳ.